Chào mừng quý vị và các bạn đến với hiệp 2 của trận đấu giữa bướm sinh và bướm không sinh. Bình luận viên hôm nay là có sự tham gia của anh Duy Dũng, bình luận viên chính, và bình luận viên phụ Trần Hiếu. Vâng, ngay đầu trận đấu đã có một pha phạm lỗi. Trận đấu rất là nóng. Anh Dũng, anh cho cảm nghĩ thế nào về tương quan lực lượng giữa hai đội? Tương quan lực lượng hai đội, nếu mà xét hai đội này đá ngay từ đầu thì có thể nói là cân bằng. Nhưng sau khi đội sút trượt đá một trận trước thì có vẻ sức lực đã xuống rất nhiều. Và hết một, đội bướm sinh đã dẫn trước với số 3-0 nhờ công của em Phượng. Hát trích đúng không? Vâng, hát trích. Là tên đội sút trượt. Sút toàn trượt, chính vậy mà sút chưa trúng pha. Đội trắng đang gia tăng sức ép lên phần sân của đội xanh. Thực ra đội này mới được tấn công công nghiệp. Tí nữa chưa. Anh ném vào gôn đấy. Chưa tỏ trường. Tiền đạo chủ lực đã ra sân thay bằng tiền đạo Vinh Linh. Và đội xanh có sự thay đổi thủ môn. Hiệp 1 em Nga làm thủ môn và hiệp 2 em Ngọc đã về làm thủ môn. Toàn ngờ. Tiếp tục là một pha đá phạt từ cánh trái. Vâng, một pha kỹ thuật rất đẹp của em Ngọc. Phạt góc tiếp, phạt góc tiếp. Phạt góc tiếp. Xong xưa tất cả lại về. Xong xưa tất cả lại về. Vâng, bóng đi quá xa. Sút. Minh Linh lên có bóng. Thủ môn rất tốt. Minh Ngọc, thủ môn ở Việt Nam là thủ môn Minh Ngọc, em nhớ nhỉ? Không nhớ. Sút lên, sút vào. Mạnh thôi. Để xa ra mà sút. Đấy, để cho đấy. Vào dần côn. Mưa Sarang đang đứng trước bóng. Vào không? Musarang. Sợ tên là Musarang. Mưa tình yêu đúng không nhỉ? Sarang Hezo, tức là anh yêu em, tao nghĩ từ đấy nghĩa là yêu đấy. Musarang, tao nghe như tên Lào. Hoặc tên Indo ở Thái Lan. Musarang sút. Wow. Rồi, đá không đi, đá không đi. Một pha phạt góc bên cánh phải. Đứng trước bóng là Mưa Sarang, em mong căn chỉnh. Hiếu đang làm tạp âm. Không vào, rất tiếc. Biên cho đội bướm sinh. Có vẻ lùi về hết luôn. Không ai ở trên luôn nữa. Huấn luyện viên Minh Cường đang lùi về hết tốc thúc các học trò thi đấu hết sức mình. Lùi về hết, không ai ở trên luôn. Hòn bóng với đâu các bạn. Ờ. Ui giời. Thúy là cứ có bóng là sút. Ui giời, chẳng hết bóng. Việt Nam xưa. Sao bọn guitar nó đông cái nỗi mà không bao giờ người ta hỏi mình. Rất hiếm khi hỏi mình Việt Nam à. Bây giờ đâu chẳng thấy ông đi đâu cũng như vậy. Ờ, nên nó đông nguy hiểm. Giờ máy quay ra mày. Giờ máy quay ra. Giờ chạy á. Đúng rồi. Quất cái. Ai làm thế? Làm thế nó mới kịch tính. Làm thế mọi người mới vui. Ơi. Chạy đi. Ngưng, xong ngưng. Ôi. Lùi về. Giữ vị trí lùi về lùi kinh cả cùng về lùi vừa hai đội cứ lên xuống rất nhịp nhàng.
con. Tăng độ nguy hiểm. Tăng độ nguy hiểm. Trọng tài chỉ nói, đừng có chỉ. Không, nếu cái mùa giải đầu tiên sao trọng tài cứ như thế này, nếu ai hiểu cái đó. Fair play. Vậy có vẻ như có một sự không đồng nhất giữa các trọng tài. Vâng, tình huống bi hài. Thông minh như vậy bay kiểu gì ấy? Vô dụng. Vâng, mình lưng rất là to, em phải chắn bóng ở mọi tư thế. Mọi bộ phận. Mọi bộ phận. Ui, pha ra bồi từ xa. Cứ bóng cọc cái chân. Rồi thì phải rồi. Nhưng mà tiền đạo chủ lực đi ra rồi đỡ hơn. Để cho mình vào giảm thiểu. Trời ơi. Lan Anh đang định ra nữa. Bản năng của hậu vệ. Lan Anh lao đỡ, liều mình cứu bạn, bóng. Bản năng hậu vệ vẫn còn trong suốt những năm tháng. Mặc dù chị đã giải nghệ nhưng niềm đam mê với trái bóng bất tận. Rồi à, tên tổ chức giải đấu của các siêu sao. Cựu sao. Có hai đứa. Vào gôn, gôn. Có hết siêu sao vào bóng. Úi giời. Mình đi nhảy. Hay lắm. Hay thế. Đánh đầu. Sút. Biên nào, cứ biên nào. Biên. Để bóng cao lên. Đã vào gôn đúng không? Liên tục là những pha tông bóng tờ biên của em Thúy. Mình đã được 5 phút rồi. Một không đẹp không ba mà cảm thấy trận đấu cho nó xong rồi. Ui. Mệt hơn mà. Nga giữ đấy. Xem mạnh. Giữ lại. Giữ bóng lại kìa. Đảo đấy, đảo đấy, đảo đấy. Đấy, ừ, bị cả người không bóng nữa. Úi dồi, bị bóng chắc không. Đội kia nó đá được mà nhiều đứa nó kinh nghiệm nó biết hết nhỉ. Không chạm không gì. Đá rất thông minh. Nên nó phân bố người rất là hay. Thật ra không được như con trai nhỉ, con trai là cứ thế là cứ bóng. Bóng cao lên. Tình huống nguy hiểm nó đâm mà. Em dịch xa ra, xa ra. Trai nó khác, con gái khác. Xa nữa này. Đánh đầu. Ôi. Xin nữa có một pha đánh đầu phản lưới nhà của em Thu Trang. Nếu như chạm đầu con đấy mà. Con bé trên tiếng Nga là gì? Nhìn dài mà. Con bé ấy mà. Tưởng con bé nhỏ nhỏ mấy.
Huấn luyện viên Minh Cường đang chắn hết màn hình các bạn. Sút chán rồi, đá đấy rồi cũng mệt. Sút chật hỏng rồi. Mình đã nhiều đau chân. Nói xong trái dừa gì? Bạn chiến thuật bằng tiếng Nga trái dừa gì luôn? Tính cả. Ui giời. Tí nữa gì? Đi vào đi, đi vào đi. Đi vào thì anh Cường sút. Đi vào anh Cường sút. Có lực. Lui ra. Sân kia nó chỉ như sân này thôi chứ nó dài hơn nhỉ. Nó mạnh thế này. Chẳng thể. Cứ mạnh phết đấy. Nhưng mà nhiều khi kiểu cắn đấu chuẩn này. Bùng mạnh. Sút thẳng vào gôn. À bây giờ chỉ được ném rồi. Đâu sút được. Khó đấy, quá nhẹ. Nó không ngại bóng. Vâng, cầu thủ ghi 3 bàn đã ra sân. Đây tiền đạo ra. Cái này là tử thần.